Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Thiên Vũ. Thì cái video ngày hôm nay thì Vũ sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm vang mới. Thì mới nó cũng không mới lắm, đó chính là dòng JBL VX8. Tức là một phiên bản khác so với phiên bản KX180A, 180A. Thì cái video ngày hôm nay thì Vũ sẽ mổ ruột cho các bạn xem bên trong nội thất và giới thiệu các bạn mẫu sản phẩm mới này để cho các bạn có thể follow. Thì về thực tế thì cái sản phẩm mà VX8 mà Thiên Vũ sở hữu á, nó đã cách đây khoảng tầm gần 2 tháng và mình đã trải nghiệm cũng như đã sử dụng. Nhưng tại sao Vũ không giới thiệu cho khách hàng? Thì thứ nhất là Vũ chưa có một cái nguồn cung cấp nào chính thống, nghiêm túc, nói chung là chính hãng để review cho các bạn. Thì hiện nay đã có những cái sản phẩm hàng do 3 sao phân phối nên Vũ sẽ chính thức là giới thiệu cho các bạn và tư vấn cho các bạn về cái dòng sản phẩm mang số mới này. Ok, thì trước mặt các bạn đây chính là con vang số VS8. Và con này là hàng xách tay nha các bạn. Cái này là hàng xách tay. Mình đã có trải nghiệm được 2 tháng test tới tại showroom rồi cho đến mọi thứ từ A, B, C, D, đồ này nọ làm hết rồi. Nên mình cũng tương đối là nắm hết toàn bộ những cái con này và sự khác biệt của nó. Nhưng hôm nay video chủ yếu là mổ ruột cho các bạn xem, giới thiệu cho các bạn về con VX8 này. Hẹn các bạn trong video kế tiếp, Vũ sẽ so sánh giữa con này và con KX180A, cũng như là so sánh về mặt chất âm, so sánh về sở trường, ưu điểm, nhược điểm và so sánh về mặt linh kiện phần cứng cho mọi người từng phần, luôn cả về phần mềm. Hẹn các bạn video sau, các bạn nhớ follow kênh Thiên Vũ để theo dõi nha. Bây giờ thì chúng ta có thể mời cameraman có thể quay cận cảnh giúp mình cái giao diện của con V8. Thì đối với Vũ, nhìn tổng thể con V8 Vũ thích hơn, thích ở cái điểm là nó basic hơn, tức là nó rất là đơn giản, nó được một màu duy nhất nè, nó không pha trộn quá nhiều màu. Nó chỉ có hai tông màu chủ đạo, đó chính là trắng và đen. VX8 để ở đây là nói về model của sản phẩm. Thứ hai là những cái chữ ở đây nhìn nó rất là gọn, và luôn cả về phần nút cũng được tinh gọn hơn, nhỏ gọn hơn nha các bạn ha. Đó, và đây, bên đây cũng vậy, ngõ cắm USB, một mặt tiền phía trước là đen và trắng thôi. Và Vũ thì rất là thích những cái kiểu mẫu mà càng đơn giản bấy nhiêu. Còn phía sau là đây. Đó. Đây là phần phía sau của con V8. Thì con V8 phía sau của nó sẽ bao gồm tổng cộng là 6 ngõ, bao gồm sprout, trái phải, center, sup, đầy đủ các bạn ha. Và cũng có hỗ trợ ngõ out là ngõ red. Thì cái ngõ này các bạn có thể ghi âm, chúng ta có thể live stream hay là thu ra những cái bản mà chúng ta thích, cái bản mà chúng ta hát. Và hai ngõ input analog đó chính là BGM và optical ha, và có hỗ trợ thêm hai ngõ coaxial và luôn cả ngõ optical đấy, rồi và ba ngõ mid và gain đầu vào cho vang số các bạn ha. Ok rồi, và đây có một cái tản nguồn là cái việc mà tản nhiệt nè các bạn. Đây có một cái con, đây cái quạt tản nhiệt, nó giống như cái con trước thôi đó, nên mình làm cái video so sánh sau. Rồi bây giờ là về cái mặt con này thì Vũ thấy là đồ nặng. Đầu tiên là cái gì, thứ nhất là cái trọng lượng, chắc là hãng đợt này họ có thêm vào một hai ký sắt gì đó. Không, đâu này Vũ nói vui cho mọi người chứ các bạn nhiều khi review như vậy mọi người lại lại hiểu lầm hãng, nó cũng là vui thôi. Nói chung là nó nặng đấy nha các bạn, Vũ phải gồng chuột, nó đầm hơn so với cái X18A. Mà tại sao nó nặng thì hẹn các bạn video lần sau. Rồi cái điểm mà Vũ thích chỗ cái con này chính là cái những cái nút bấm ở phía trước. Tại vì với phiên bản VX8 nó đã được thay đổi hoàn toàn, nói chung là được lột xác hoàn toàn về luôn cả phần phần mềm. Phần mềm nó rất là mượt, và cái thứ hai là nó đầy đủ hơn. Cái thứ ba là cái trải nghiệm của phần mềm nó tương tác tốt hơn so nhiều với phần mềm trước đây của cái X180. Và còn về phím bấm thì nó dễ dàng hơn dành cho những khách hàng người dùng, có thể chọn ngõ, đổi ngõ đơn giản hơn rất là nhiều so với phiên bản trước. Đó, thì để clip sau đi. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Vũ, chúng ta sẽ mổ ruột qua xem bên trong cái phần cứng của con này, cái giao diện hình thể nó ra như thế nào ha. Ok. Rồi.
Rồi ok các bạn, trước khi mình mổ ha, mình nói sơ về cái thông số. Đây là một cái bảng tham số của hãng. Đây là một bảng data của hãng đưa ra về các ngõ. Các bạn có thể truy cập vào cbl.com để chúng ta xem. Và với phiên bản này thì nó sẽ có 15 băng cho music và 20 băng những thành phần chính nha các bạn. Mình đang nói phần chính là số lượng băng, tức là cái con chip xử lý, cái như là cái con giải mã nó được cao cấp hơn để nó hỗ trợ nhiều giải cho các bạn xử lý hơn. 15 băng và 20 băng dành cho ngõ micro để chúng ta xử lý micro, và 15 băng dành cho music. Và nó có một sự khác biệt hơn, đó chính là nó được up lên tới 16 reset, đồng nghĩa với việc là các bạn khi mà sở hữu cái con này, các bạn có thể lên được 10, lưu được 16 file mà chúng ta set up trước đó. Đơn giản. Ngoài ra thì những cái này thì đa phần tương đối là giống nhau so với những cái con KX trước đây, nhưng mà nó có sự khác biệt nha các bạn, về chất âm cũng như là ưu điểm và nhược điểm của con này với KX100A nó khác biệt hoàn toàn. Và nó không phải là hơn hẳn và nó cũng không phải là yếu hẳn, nó sẽ có hai cái trường. Video sau mình Vũ sẽ giới thiệu cho các bạn. Rồi bây giờ thì để mình lấy đồ mình mở cho các bạn xem phần cứng. Mình thấy con này rất là nặng nha các bạn. Ok, để Vũ mở cho các bạn xem. Khi mà các bạn mua hàng á, thì những cái hàng chính thống thì các bạn sẽ có được cái tem 3 sao nha các bạn ha. Cái này là hàng xách tay của Vũ nên là không có tem của họ nha. Vũ thì làm review thì rất là rõ ràng với khách hàng nha. Có sao thì mình nói vậy. Đó, hàng sao nói vậy. Đó. Dạo gần đây bên Thiên Vũ có làm mấy cái chương trình mà show về thanh lý về những hàng trưng bày á, mà được khách hàng đón nhận rất là nhanh. Làm 3 chương trình thì trong 1-2 ngày là mấy cái hàng trưng bày được khách hàng đón nhận hết trơn luôn. Nói chung là rất là vui, được khách hàng ủng hộ. Thật ra Vũ đang thanh lý một số hàng trưng bày để cải tạo lại cái showroom trải nghiệm các bạn ở tầng trệt các bạn. Nên mình cần phải lia nó đi, để Vũ lia nó đi để có chỗ mới setup được, chứ không là bị vướng nhiều đồ lắm. Và mình sẽ mua lại đồ mới, và cũng như là chọn lọc là một số range mới nữa cho khách hàng đến Thiên Vũ. Rồi ok, mình quay lại với chủ đề. Đây là phần vỏ và mình đã mở ra rồi. Mình nói là về phần nước sơn của con này các bạn, nó xịn hơn rất là nhiều. Mình thích nước sơn này, và nước sơn này là chất nước sơn nhám. Về phần mặt tiền nó cũng vậy, và nút function của nó cũng vậy các bạn. Đây, những cái nút này các bạn bấm nó rất là chắc chắn, nó đầm tay hơn, nó có một cái độ nặng nhất định, và nó có những cái tiếng cạch 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 thế này, thì nó rất là dễ, nó tránh bị trơn, nó không bị kiểu như là bị lần lờn các bạn. Đấy, và cái nút này các bạn, nó có những, đây là con xoay vô cực này các bạn, và nó không có bị đá. Đấy, những con mà thường thường cái độ hoàn thiện của con này nó cũng tương đối là cao. Đấy, nên khi mà mình cầm mình lắc như này nè cũng ok. Đấy, nói chung là rất là dễ, rất là ổn, và cái giao diện này nó cũng rất là dễ sử dụng cho những khách hàng chọn chế độ mood, chọn reset, chọn rất là cực kỳ đơn giản luôn nha. Để dành gia đình thì xài rất ok. Rồi, thôi giờ mình sẽ mở, mình kéo ra. Đây, trước mặt bạn này chính là cái ruột của con KX VS8. Rồi, mình bán hàng là mình cứ mạnh dạn mổ cho khách hàng coi thôi. Rồi, ok. Rồi, trước mặt các bạn đây chính là cái phần đây các bạn, cái phần nhôm thép này các bạn. Nó cũng khác biệt, nó dày hơn rất là nhiều các bạn. Thì nãy Vũ nói vui nhưng mà nhiều khi nó nói thật. Thực ra cái phần này nè, nó đầy đặn hơn rất là nhiều. Cái tấm thép này đầy hơn so với những phiên bản trước nha. Đấy, nó cũng là một phần mình nói chia sẻ các bạn. Rồi, ở đây các bạn nhìn ở tổng thể mặt trong của con này các bạn thấy không? Là nó đầy đặn hơn. Thì bởi vì vậy là Vũ mới nó bảo là nó nặng ký các bạn. Nó khá là nặng ký. Đấy, rất là đầm tay. Từ cái nút xếp hàng cho đến cái độ hoàn thiện, đến cái bố cục của các linh kiện bên trong á, rất là, phải nói là nó rất là logic luôn nha. Cực kỳ logic. Cách bố cục ở bên trong, cái linh kiện bên trong nó rất là logic. Nhìn nó không, nó rất là đầy đặn, nhưng mà nó không có bị rối nha các bạn. Cái vị trí cụm nào ra cụm đó các bạn. DSP nằm ở một khúc nguồn đi ra như thế nào, một bảng nuôi nguồn như thế nào. Tức là cái phần dây đi nó khá là trình tự. Đó,
Đấy. Rồi, các bạn thấy hộp nhìn cái tổng thể con này nó đầy đặn không? Thì cái video sau mình sẽ mở so sánh cái X180A các bạn xem sau ha. Rồi. Các bạn có thể quay cận cảnh cái này giúp mình nè. Đấy, nhìn. Đấy. Đấy, con này là sử dụng vẫn là sử dụng analog rewind. Các bạn ha. 2148 với phiên bản là 2216. Đó. Ok. Đó, nhìn rất sắc nét, bạn có thể càng cận cảnh càng tốt các bạn. Cameraman. Tại vì đèn nó chói các bạn, cái nên cái ký tự này các bạn sẽ không được nhìn rõ khi mà quay video các bạn ha. Nếu khách hàng nào muốn tò mò hay muốn thắc mắc thì các bạn có thể đến showroom Thiên Vũ, các bạn có thể nghe đến coi trực tiếp, Vũ sẵn sàng mở cho mọi người coi luôn, tham khảo luôn, thoải mái nha mọi người ha. Mình bán hàng thì mấy cái này thoải mái, khách hàng muốn kiểm tra nào cứ thoải mái kiểm tra, Vũ bán hàng trước giờ là vậy. Rồi, còn đây là bên đây cái cụm của phần nguồn. Phần nguồn này nó được bố cục như vậy á, như cái con này để tránh nhiễu qua phần này. Thứ hai là nó bố cục, các bạn nhìn thấy nó vẫn đầm không? Các bạn thấy mình gõ vào không? Nó cũng rất là đầm chứ nó cũng không có. Đây, để mình mở cho các bạn xem. Nhưng mà cái đặc biệt của mấy con này nè, những anh chị mà ở nước ngoài á, nó bị vướng cái điểm là nó không có auto von. Nó phải là điện 2.2. Nên nhiều khi á, để mà mở nguồn các bạn mở thêm phần đáy nha các bạn. Mở thêm phần con này giúp Vũ. Đây Vũ mở cho các bạn xem. Thật ra con này Vũ mở rồi đấy chứ, chẳng qua mở lại cho mọi người coi cho nó hấp dẫn chứ. Đồ vô rớt góc rồi, không sao. Đây. Đồ đưa vô Thiên Vũ là Vũ cho nó banh chành hết rồi. Rồi ok. Khi mà chúng ta lấy cái này ra chúng ta cẩn thận nha, để cắt dây điện các bạn. Nhưng mà nó cũng không bén lắm, nhưng mà nói chung là dặn trước như vậy. Nói chung là kỹ dư còn hơn là kỹ thiếu mà. Ok. Đấy, cái phần mà cách nhiễu với lại cái phần chống như thế này ở đây các bạn thấy không? Cái tấm thép các bạn thấy rất là dày nè. Các bạn nghe tiếng là các bạn biết rồi đó. Nó rất là dày chứ không phải là những cái tấm nhôm rất là mỏng nè. Nó khá là dày. Đấy, nhìn đi. Nhìn nó rất là chắc chắn. Rồi và đây phần nguồn các bạn. Đây là cái cụm nguồn của nó. Các bạn thấy không? Nó rất là đơn giản, nhìn nó rất là đầy đặn. À. Khá là nặng. Nguồn xuyến. Rồi, bạn có thể quay ngang lên từ đây cho mọi người cùng coi cái độ hoàn thiện của những cái con office như thế này đó các bạn. Nó làm rất là chắc chắn, như là những cái chỗ mà Canon như thế này nè. Nói chung là những cái đồ chính hãng á, nó hơn những cái đồ OEM á, ở cái điểm là cái tỷ lệ hoàn thiện của những cái điểm chi tiết nó rất là cao. Từ đến cái ngõ kết nối nè, từ đến những cái nước sơn nè, chữ in nè, và vị trí đặt nè, nó rất là chắc chắn chứ nó không có bị kiểu như là sụp xịt. Thì đương nhiên khi mà chúng ta xài đồ chính hãng thì cái giá chúng ta phải trả nó sẽ cao hơn so với mức bình thường, nhưng chúng ta sẽ đổi lại được là cái sự tỉ mỉ. Đương nhiên chúng ta làm thì nó phải bỏ công và chúng ta phải trả tiền công đó chứ, đúng không? Chứ còn với cái cách Thiên Vũ bán á, là không bao giờ có những cái quan điểm gọi là ngon, bổ và rẻ đó. Bổ chứ là ngon, bổ và tốt thôi chứ không có ngon, bổ mà rẻ. Tại vì cái gì nó cũng phải có cái giá của nó cả. Nó không có gì mà ngon mà là giá đi rẻ. Tại vì ngon thì nó phải bỏ công, bỏ thứ, rồi bỏ chất xám, rồi bỏ tiền của, rồi công sức nhiều hơn thì làm sao mà rẻ được. Nên Vũ không quan niệm về cái câu đó. Vũ chỉ quan niệm ngon, bổ, tốt thôi. Đấy, cái gì cũng phải trả giá cho đúng với cái chất xám của nó, đúng giá trị của nó, thì chúng ta mới nhận được cái đúng cái giá trị của mà chúng ta mua về. Đó. Rồi, ok, rẻ thì hả, sao ta, rẻ thì chắc lâu lâu có đợt thanh lý thì nó rẻ thôi. Ok, mọi người ha. Rồi, nè mọi người. Đấy, mọi người coi lại đi, Vũ dựng lên cho mọi người xem lại kỹ thêm một lần nữa. Rồi, xong Vũ sẽ giới thiệu về phần mềm cho mọi người coi ha. Đấy, đây là hoàn toàn một mặt tiền. Rất là đẹp, chỉnh chu. Đẹp về cả đường dây. Đẹp về những cái bố cục. Đẹp về những cái socket. Mọi thứ quạt. Cách hàng rất là đẹp. Đó. Mướt mát luôn các bạn. Các bạn được coi nè, đây phần giữa đây nè. Đấy. Đấy phần micro nè. Đấy. Được phân vùng ra rất là rõ ràng luôn. Đấy. Cực kỳ ok. Nhưng mình sẽ cho các bạn cái câu trả lời thông tin về cái con này. Nó hay hơn cái X1. Chắc chắn mọi người sẽ hỏi là nó có hay hơn một cái X180A không?
thì để video sau Vũ sẽ nói với bạn về cái hay hơn hay không, mọi người sẽ biết ngay. Và thật ra nó sẽ có những ưu và cái nhược nha các bạn, nó có ưu và nó cũng có nhược nha các bạn, chứ nó không phải là hoàn thiện hết đâu. Đấy, thì chúng ta sẽ mua, cái người tư vấn sẽ cho các bạn xem cũng như là biết tư vấn bạn phù hợp với những cái gì và dành cho đúng cái nhu cầu của khách hàng, đó mới là cái sự quan trọng nhất đó. Rồi, ok, bây giờ Vũ sẽ cắm điện vào nha, để Vũ đóng cái nắp lại, không lát nữa đang quay cái nghe răng cười không luôn á. Thôi khỏi luôn cũng được. Rồi, khỏi đi. Đừng đụng vô nha mọi người, điện không đó. Rồi, ok, Vũ đã bật lên các bạn ha. Rồi, nó đang chạy nha. Rồi, cameraman có thể quay gần cảnh khi mà lên nguồn các bạn. Bên trong ruột mà khi cắm điện nó vậy nè. Đây là cái màn hình giao diện của con VS8. Đấy, rồi mình tắt nguồn đi nha. Rồi mình tắt nguồn đi. Cụp. Rồi, rồi nha, giờ mình bật lên lại nha. Let's go. Đấy, Digital Audio System JBL VS8 hiện lên. Đó, mình và nó đang logging nha các bạn. Nó chưa hiện cái những cái tham số kia, là tức là nó chưa khởi động chưa xong. Rồi, ok, như vậy là nó đã khởi động xong, khi nó hiện như thế này nó đã khởi động xong. Rồi. Bạn cameraman có thể quay những cái khi mà cắm điện lên bên trong nó hoạt động như thế nào nè. Ok, để mình tắt đèn cho tối màu cho cameraman quay cái cho nhìn nó cụ thể cho nó đó. Nét không? Đó, nét đúng không các bạn? Đó, cameraman đẩy lên. Đừng chạm vô điện 220 nha cameraman. Đó. Rất là đẹp. Rồi. Ok, lùi về. Đây. Cái này là cái ăn tiền nè mọi người. Mời cameraman lại gần. Cái Vũ mới nói, cái điểm ăn tiền dành cho người dùng cho cái con VS8 này chính là input. Input ở con cái thuật 80A thao tác rất là khó và người dùng phải qua khá là nhiều bước ở chuyên sâu thì mới chuyển được. Còn đối với con này, chúng ta chỉ cần xe máy đạp xuống vòng, khi mà chớp lên nhấn cái nữa chuyển qua BGM, nhấn cái nữa chuyển qua optical, nhấn cái nữa chuyển qua auto. Thì thường thường là auto, nhưng mà nếu mà chúng ta đã set một bộ cố định thì cái auto này nó là hay, nó dành cho những khách hàng tiện hơn là ở cái điểm là khi mà chúng ta kết nối với TV hoặc là chúng ta kết nối với một cái thiết bị ngoại vi khác, một cái đầu karaoke khác, thì chúng ta có sử dụng hai ngõ optical hoặc là ngõ analog, thì chúng ta có thể auto nhận diện, chúng ta mở play có tín hiệu đầu vào nào thì nó sẽ chọn nhận tín hiệu đó, thì nó sẽ rất là tiện cho người dùng luôn. Đó, đây là những cái điểm mà dành cho cái việc là người dùng sử dụng. Đó, một cái nhỏ thôi nhưng mà thật ra nó rất là quan trọng trong quá trình mà khách hàng mua về nha mọi người nha, cực kỳ luôn. Các bạn mà mua về là nó cực kỳ quan trọng, với một số cái này nó các bạn nhìn nó cái này con nào làm được, thật ra nó có những con chính hãng thì hầu như nó thường là nó sẽ chậm phát triển hơn về mặt công nghệ, về mặt phần cứng nha. Vũ nói về cái âm thanh này nè, so với những cái mặt hàng của China, mình nói thật, mình bán nhiều nên Vũ nhìn đó, nhưng khi mà họ ra một sản phẩm cuối cùng thì cái độ hoàn thiện họ là tốt nhất và cái chất lượng họ là tốt nhất. Nó giống như cái kiểu iPhone đó các bạn, iPhone nó lúc nào cũng ra chậm cả, nhưng mà một khi ra một phát là ai cũng phải săn đón vì nó độ hoàn thiện cho đến cái chất lượng trải nghiệm nó khác hẳn hoàn toàn. Đó là Vũ ví dụ vậy cho mọi người có thể dễ hình dung. Rồi giờ mình chuyển qua coi phần mềm cái khác biệt gì đây. Rồi ok mọi người chờ Vũ xíu nha. Rồi ok, rồi bạn có thể quay lên TV đi bạn, mình mở phóng to ra. Rồi ok, này máy tính của Duy nó cũng cà lan cái gì đó. Rồi ok, rồi trước mặt các bạn đây thì Vũ xin giới thiệu, đây là chính là cái phần mềm mới của VS8. Nó có để một cái logo VS8 đây, nhìn rất là chuyên nghiệp, và một thanh ở đây để cho các bạn có thể thấy được là cái việc là chúng ta đã online hay offline, link được, thông line được với lại cái máy tính hay chưa giữa con van số và cái laptop của mình để chúng ta kết trước cái setup đó các bạn ha. Đấy, đơn giản. Và cụm đây, nó cái việc mà bố cục của phần mềm nó cũng rất là hay, rất là nhìn rất là trực quan, là cái phần cụm master nó nằm ở đây. Phần cụm master này bao gồm music nè, micro nè, effect nè, là cái cụm này tương đối, và cụm này là cái cụm ngõ, từng cụm dành cho những cái hạng mục như là music nè, chỉnh mid nè, chỉnh effect nè, main out nè, sub out nè,
ở center nè, input, setup và save file. Đấy, rất là gọn gàng. Nói chung là phần mềm, nói về phần mềm thì hiện tại trước đây trải nghiệm cái X180 cho đến mọi thứ thì phần mềm của VS8 mình thấy là ưng bụng nhất, cũng như giao diện nhìn nó trực quan nhất, rất là đầy đủ và đầy đặn nữa. Đó. Rồi, ok. Thì trước mặt các bạn đây thì như cái tham số của hãng đưa ra là chúng ta sẽ có 20 băng, có low cut và high cut. Đó các bạn ha. Cái low cut, high cut đây. Vũ sẽ giới thiệu các bạn đây. High cut. Mình đã cắm chưa ta? Đây. Nó cho chúng ta sự tùy biến và tùy chọn đầy đủ hơn, cắt sâu hơn và chuyên sâu hơn để cho kỹ thuật, người kỹ thuật có thể khai thác triệt để và xử lý âm các bạn tốt hơn so với mặt cái X180G. Các bạn thấy chưa? Ở các bạn nhìn đây ha. Chúng ta nhìn thì có vẻ là nó cũng tên giống nhau, nhưng mà bên trong là cái ruột các bạn. Đó. Ra nhìn thì nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà quan trọng là cái ruột. Đó, nó đầy đủ hơn. Cái chip nó xử lý đương nhiên là để mà làm được nhiều thế này là con đòi hỏi con chip nó cũng phải ok nữa. Chất lượng. Đó. Rồi. Đây là high cut, còn đây là low cut các bạn ha, đầy đủ. Đó, chúng ta có thể sử dụng đây là những cái table, tức là những cái kiểu dạng cắt dọc, nhẹ, thẳng, đứng. Nó sẽ, việc này nó sẽ không giúp cho khách hàng, nhưng mà việc này nó sẽ giúp cho kỹ thuật setup tốt nhất cho khách hàng. Nó chỉ là một cái công cụ để cho khai thác được tối ưu cái sản phẩm van số này cho mọi người thôi. Và nó có 4 ngọn input ở đây, kỹ thuật đây là VOD, BGM, Optical và Auto. Nó rất là đơn giản luôn. Đấy. Và cái băng ở đây các bạn, nó rất là dễ. Đây. Và Blur, low cut, high cut chúng ta có thể kéo tự động ở đây. Đấy, các bạn thấy không? Đây, chúng ta có thể kéo vào nó sẽ chạy. Đấy. Và Vũ sẽ thao tác cho mọi người sơ sơ cho mọi người hình dung ha. Tại vì mọi người hiểu được cái cơ cấu hoạt động của nó cho nó dễ. Vũ chọn đại cái nào đi, 24 đây. Đây, bạn thấy chưa? Sự thay đổi nè. Đó. Cameraman cứ quay vào màn hình TV là được nha, cameraman. Đó, có những sự thay đổi nè. Đó. Rồi, xong, Vũ chọn đây, đây là low cut nè, nãy là high cut nè. Đó. Nó di chuyển, khi mà chúng ta để bypass đó, tức là nó không hoạt động, chúng ta phải chọn cái kiểu table nha các bạn. Chúng ta phải chọn cái kiểu cắt. Rồi, ok. Rồi, đó. Thật ra cái việc mà chọn cái này á, các bạn đừng có nghĩ sâu xa về chuyên sâu về kỹ thuật nôm na là nó chỉ là một cái góc cắt. Tại vì trong tín hiệu âm nhạc nó chỉ tính vào cái vòng tròn và phạm vi này thôi. Nên còn cắt như thế nào, chọn như thế nào, các bạn đừng hỏi chọn cái nào đúng, chọn cái nào sai. Nó không có đúng và không có sai. Vì âm thanh nó không có một cái chuẩn chính xác và cố định. Quan trọng là chúng ta hiểu và chúng ta kiểm soát được nó thôi. Và chọn cái nào miễn sao làm sao nó tối ưu được, nhất là về chất lượng âm thanh và xử lý đúng được cái vấn đề mà chúng ta đang muốn xử lý. Nên những cái việc này, nên những cái công cụ này, nhiệm vụ là nó chỉ là giúp cho chúng ta cải thiện cũng như là tối ưu cho về kỹ thuật, có đủ công cụ, đủ đồ chơi để setup tốt cho khách hàng thôi. Chứ không phải là để cho có nhiều công cụ này là hay hơn. Thì đương nhiên có làm thì nó hay, nhưng mà nó không phải là hay. Hay là do cái người setup cho các bạn nữa. Đó. Rồi, rất là nhiều. Và gain input nó đơn giản lắm các bạn. Cảm ơn đứng đây đi. Máy tính làm ngược tay rồi. Đấy. Rồi. Đó, chúng ta có ba băng cơ bản. Đó, để chúng ta thể cân được liên mịch. Rồi cái điểm mà con này nó tốt chính là cái cân được cái sự liên mịch nè, attack time, real time dành cho từng kênh, từng vị trí luôn. Đó, cái mà Vũ thích nhất là cái này nè các bạn. Trong con này mà Vũ thích nhất là cái này. Cái này nó quan trọng lắm, các bạn có thể chọn được cái giải tầng nè. Cái giải tầng nào hay bị limit nè, chúng ta có thể chỉnh được từng cái một. Và nó rất là chi tiết, đây cái cụm chi tiết các bạn. Thường thường những cái cụm này nó sẽ khá là đầy đủ ở trên những con mixer digital ở các bạn. Nhưng mà van số thì khá là hiếm. Và thật ra có, vấn đề là có nha các bạn. Phần mềm có, nhưng mà về hoạt động thì hầu như là không thấy hoạt động. Tức là có chữ thôi, chứ còn hoạt động mà đúng và chuẩn nó không có. Cái này thì Vũ đã test rồi. Nhưng mà những cái con này nó không thể nào mà nó bằng được so với những cái con mà mixer digital mà chuyên nghiệp chơi live như là Allen Heath hay là những cái con mixer lớn, người ta có những đồ chơi. Thật ra cái ăn tiền, điểm ăn tiền á, không phải là có hay không, mà cái điểm ăn tiền của những cái sản phẩm chính là có, mà cái khả năng hoạt động của nó hoạt động như thế nào, mà chính xác hay không á. Cái tham số đưa ra có chạy có chính xác hay không nó quan trọng. Giống như con EQ này các bạn, cái điểm ăn tiền của nó nằm ở việc là thật ra cái con EQ này nó nằm ở dải 20, nhưng mà khi mà chúng ta setup ta chỉnh, nó có nằm đúng ở 20 hay không, hay là đang nằm ở lệch một cái dải khác, thì cái đó là nó quan trọng đúng không bạn. Ở ngoài chúng ta nghe thực tế nữa đó, chúng ta phải có như
mình có cái RTA mình tool đó, mình sẽ nhận diện ra được là cái tỷ lệ sai số của những cái con vang số digital này đó. Mà đặc biệt đối với những dòng karaoke là phải kiểm tra rất là kỹ chỗ đó. Đó. Rồi thì mấy cái còn lại thì nó cũng cơ bản lắm các bạn. Nào là mic nè. Đó. Rồi cái này là mic thì chúng ta có thể xin, ví dụ như xin là mic A, mic B. Rồi chúng ta muốn chỉnh độc lập nè. Đặt cái mà con này nó hơn cái X180A là chỗ này nè các bạn. Tức là chúng ta có thể chỉnh được hai cái EQ độc lập, mic nam và mic nữ. Đó, hai cái EQ và cái EQ nó là được 20 băng. Đây, 20 băng EQ có flow kết và hai kết khá là đầy đủ luôn. Đó, đây có liên mịch, có attack, relief, ratio khá đầy đủ và có luôn cả table và có guest noise, có gain input. Rồi có hỗ trợ chống hú, feedback. Đó. Nhưng mà cái này thì khuyến khích mọi người không nên dùng, các bạn không nên dùng nha. Tại vì âm thanh đó, chúng ta hạn chế dùng feedback những cái công nghệ này. Thật ra các bạn, nếu mà chúng ta hiểu sâu về cái con feedback này, thật ra feedback này nó giống như một cây RTA. Khi mà nó hiểu tín hiệu nó vượt ngưỡng thì nó sẽ đè xuống. Mà việc mà cứ mà chỉnh không đúng cái tham số cơ bản á, thì cái việc feedback nó sẽ chạy liên tục. Mà khi mà nó chạy liên tục đồng nghĩa với việc là chất âm các bạn đang bị là ai hát bóp cổ, ai hát bóp cổ vậy đó. Vậy cho các bạn dễ hình dung. Giống như là cái này tự động nó thấy tần số hú nó lên cao như vậy. Thì cái con feedback nhận biết là con này đã vượt ngưỡng so với chỉ định thì nó sẽ động, nó giật xuống. Để khi nào hết hú nó sẽ trả lại vị trí ban đầu. Nó giống như attack, nó giống như relief vậy các bạn. Nói chung là nó là như vậy. Nhưng mà hạn chế sử dụng cái con feedback này, khuyến khích luôn. Luôn cả mấy anh em đi làm cũng vậy. Vũ thì Vũ không thích cái sử dụng của đó. Trừ khi cái phòng nó xấu lắm luôn thì nó mới cần thôi, chứ còn thật sự không nên dùng nha. Có nhưng mà không nên dùng nha mọi người ha. Cái lợi của con này á là chúng ta option, sự lựa chọn. Đó tức là off hoặc on. Nếu mà chúng ta chỉ cần một mic chung cho tất cả mọi người thì chúng ta bấm cho bấm on thì nó sẽ tự động sync. Chúng ta chỉnh bất kỳ tham số gì ở đây thì nó sẽ link qua với là cái mic B. Còn đối với những khách hàng mà muốn chuyên sâu hay là muốn kỹ hơn, anh muốn làm một cái mic mà muốn kiểu chỉnh riêng dành cho chị nhà hát, ok thì mình cho qua cái mic này và mình sẽ note ở trên cái tai mic đó là cái mic B đó là dành cho nữ và mic A là dành cho nam, có thể được tùy theo giọng hát nha. Chứ Vũ ở đây không quan niệm là mic nam mic nữ cho các bạn, tại vì nam nữ thật ra nó đã có tham số chuẩn rồi, chúng ta chẳng qua là chúng ta đang muốn gọi là custom lại và nó phù hợp nhất cho cái người sử dụng chính. Các bạn hiểu rõ nên điều đó nha, custom lại cho cái người đó, chỉ một người duy nhất thôi, chứ nó không phải là tốt cho tất cả nữ hoặc là tốt cho tất cả nam, rất là rõ ràng nha mọi người ha. Rồi ok, đấy các bạn thấy không, rất là đã. Nói chung là cái con VS8 này Vũ thích riêng phần mềm, mà thật sự thích vì ngoài việc nó có tính năng, cái thứ hai nữa là cái bố cục và cái hiểu sâu của end user, và nó giúp cho cái người kỹ thuật tối ưu cho người dùng rất là nhiều luôn. Đấy. Mình đánh giá sản phẩm cao về phần mềm. Phần cứng mình chưa nói gì nha, mình chưa khen về phần cứng gì nha mọi người. Mình sẽ có video review và so sánh sau cho mọi người. Mình chỉ đang giới thiệu các bạn về phần mềm của con VS8 và đang nói những cái tốt của nó. Đó. Nhưng mà nó có sắc u có nhược nha. Không có gì mà nói chung là tốt hết đâu. Nhưng mà clip sau Vũ sẽ chia sẻ. Rồi nó có echo, nó có reverb khá là đầy đủ, nó có repeat, nó cũng giống như con cái những con vang số khác, những cái nội dung cơ bản thôi. Vì con này nó thiên về cái karaoke, nhưng nó khác ở một cái điểm so với những con vang số trên thị trường khác, chính là các bạn để ý những vang số thị trường khác nó chỉ có 3 băng EQ dành cho effect thôi. Có nha các bạn, nhưng mà nó không phải là nhiều mà hiếm lắm. Effect nó chỉ có 3 băng thôi, băng 1, băng giữa, nói chung là băng bass, băng mid và băng 2. Nhưng đối với con VS8 nó cho chúng ta luôn cả hai kết, low kết và cộng thêm 6 băng. Đó là sự ưu điểm của con này trên phần mềm nữa. Đó sẽ giúp cho kỹ thuật tối ưu về cái mặt effect cho các bạn, loại bỏ đi những effect dư và nâng đẩy những cái effect mà cần thiết để bổ trợ giọng các bạn. Nên thật ra con VS8 này cái điểm mạnh của nó đầu tiên ấy, các bạn ai hát dễ hát hay lắm. Ngắn gọn thôi, ai hát dở rất là dễ hát hay. Đó, nói chung là như vậy. Nói chung là không khuyến khích mọi người hát dở, chứ là người hát hay vẫn hát hay thôi, nhưng mà nó sẽ là một cái công cụ hỗ trợ dành cho những khách hàng có thể hát dở. Có thể là nó sẽ tối ưu mọi người hát bay bổng và nó lừa tình hơn tí xíu. Nhưng mà không khuyến khích mọi người hát lừa tình quá nha, tại vì như Vũ chia sẻ những video trước đó là khi mà chúng ta hát mà chúng ta lạm dụng nó quá nhiều á, nó sẽ hại bản thân mình, hại cho người khách hàng. Hát càng ngày càng đi xuống, nó không giúp cho mọi người cải thiện về giọng hát mà càng ngày càng đi xuống. Dù là có vui đi nữa,
lỡ chúng ta hát nhà hay về sau ra tiệm hát chắc dở cười chết đó. Đây rồi ha. Ok rồi, nó có băng reverb nó các mọi nè mọi người đấy. Đấy reverb delay sam rồi nó y chang luôn, nó cũng 6 băng EQ đầy đủ. Reverb direct middle, chúng ta sẽ cho middle vào cái direct này nè mọi người. Rồi mình sẽ giải thích về cái reverb direct này các bạn. Cái này rất quan trọng để làm sao cho khách hàng mà bình thường không phải là kỹ thuật dễ hiểu đó, là Vũ sẽ diễn giải thế này. Cái reverb direct hay là echo direct đó, nôm na các bạn cứ coi là middle, mid không có gì trong đó cả và nó chỉ là âm lượng. Ví dụ Vũ cho cái reverb là 10 điểm thì Vũ muốn cái reverb 10 điểm và cái tiếng middle của Vũ bằng với nó. Đó. Còn nếu mà để nịnh giọng các bạn hát mà nhẹ nhàng cảm thấy reverb nó nhiều hơn, chúng ta sẽ cho cái middle ít hơn chút xíu. Còn đối với những khách hàng mà chuyên nghiệp hát hay hát tốt, reverb chỉ là bổ trợ thì cái phần middle này sẽ đưa cao lên và cái phần reverb nó phải thấp hơn xuống. Đó, nó là tùy theo cái kỹ năng hát của người hát nữa chúng ta bỏ vào. Và cái việc reverb direct hay là echo direct này á, nó cũng rất quan trọng, nó chính là nặng nhẹ của micro chứ không phải nhiều khách hàng á, thậm chí là chúng ta hiểu lầm cái việc nặng nhẹ micro. Thật ra cái việc nặng nhẹ micro đơn giản chỉ là cái volume thôi. Volume càng bắt càng cao thì cái độ nhẹ của cái màn thở nó cũng ra tiếng nữa các bạn. Rất đơn giản, nhưng mà sau khi mà lớn như vậy nó có bị khuyết điểm gì không và kỹ thuật nó sẽ xử lý cái khuyết điểm đó. Đó chính là vấn đề đó mọi người ha. Nên nặng nhẹ micro nó nằm ở cái gain chứ không phải nặng nhẹ micro là effect gì cho mọi thứ đâu. Còn effect chỉ là bổ trợ chúng ta, biến cái giọng chúng ta, lừa cái giọng của chúng ta xíu để chúng ta cảm giác nó nghe nó bay bổng và nó hay hơn thôi, chứ không phải là nặng nhẹ là cứ cho nhiều effect nha mọi người ha. Rất là nhiều khách hàng vẫn bị sai lầm cái chỗ này, hiểu bị sai thôi. Muốn nặng nhẹ rất là đơn giản, gain cao là nhẹ ngay đấy. Rồi xong, mình chuyển qua khác, nãy giờ mình chuyển 3 phần rồi. Phần main đấy, phần main thì nó cho chúng ta rod. Nôm na là rod thì cho chúng ta cắt EQ xử lý để chúng ta chia quay ra. Nôm na là chúng ta thể chia quay ra để tối ưu về mặt low full và low sub. Đó, nó hai kênh khác nhau và nó cho chúng ta là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 băng xử lý cho cái ngõ main out mọi người ha, và sub out. Sẽ kiểm qua sub coi đúng vậy không, Vũ không nhớ nữa. Ok, như nhau rồi mọi người ha. Rồi, center out. Ok, cũng 10 băng luôn. Đó, vậy là khá là đơn giản các bạn. Và các bạn center nè bạn. Nó khá đầy đủ center delay, nó có delay được cả center luôn. Cái này những cái điểm rất là ấn tượng chính là gì? Nó cho delay được từng kênh, tức là hoạt động cực kỳ độc lập. Mà để càng độc lập bao nhiêu thì nó sẽ cần phải một cái con chip, một cái phần cứng, cái phần mềm nó phải tương thích và nó đủ xử lý. Đó chính là vấn đề nha các bạn. Đó, center, echo, reverb khá là đầy đủ. Rồi, nhưng mà các bạn nhìn sub và center nha, chỗ này nó có điểm yếu nha các bạn. Nhưng mà chờ clip sau Vũ giới thiệu, giờ giới thiệu nó sẽ bị rối. Nó có điểm yếu và nó có khuyết điểm nha các bạn. Ok, và input nữa thì input the gain. Cái input gain này á, nhìn á, các bạn sẽ cảm giác là nó chỉ là volume, gain là volume nha. Nên tất cả mọi thứ trong âm thanh mình chỉ là volume. Luôn cả EQ cũng là chỉ là volume thôi. Hiểu, chúng ta hiểu được cái cốt lõi của nó là chỉ là volume thôi. Chúng ta đừng có hiểu sâu xa xỉ quá thì đâm ra không có chuyên môn, chúng ta sẽ rầm ra. Còn đối với Vũ review cho mọi người, cứ nói thẳng là volume, EQ cũng là volume. Tất cả mọi thứ đều là volume cả. Đó, nhiệm vụ chúng ta là người cộng trừ nhân chia, là một bài toán volume cân đối hài hòa với nhau thôi. Còn cái input này nè, nó quan trọng vì có những cái sản phẩm đầu phát, những cái sản phẩm đầu ra với cường độ lớn thì cái volume này nếu chúng ta không hãm thì cái đầu vào nó sẽ quá cao, nó sẽ vượt ngưỡng và đâm ra nó sẽ bị over. Tức là nó không phải over đầu ra mà sẽ over đầu vào, nó sẽ gây ra méo, bể, vỡ nhiều thứ lắm. Nên nó cũng rất cần thiết cho việc đó nha các bạn ha. Rồi ok, bây giờ Vũ chuyển qua phần system input. Thì cũng giống như bao ban số khác, music thì chúng ta có thể synth hoặc đen. Và volume đầu vào, tức là mở máy lên là nói chung giao diện cực kỳ trực quan, mở máy lên là sẽ là volume bao nhiêu đó, này nọ, và mát là bao nhiêu. Để tránh cái này, phần này là phần quan trọng dành cho kỹ thuật set cho khách hàng. Tại vì nhiều khách hàng chúng ta bạn bè đến chơi sẽ xảy ra rất là nhiều trường hợp, thì Vũ nói thẳng với mọi người không có buồn ha. Thì thật ra mọi người ai cũng có cái thói quen, ví dụ vô nhà bạn chơi mọi người vặn cái, dù người kiểu này người kiểu kia, chín người mười ý, thì nói chung là sẽ rất là dễ hư đồ của khách hàng.
Ví dụ như tôi đã chỉnh vậy mà anh nào xịn xỉn vô, nhiều khi cái là vặn cái là bay màu cái cặp lo của khách hàng, của cái người chủ sở hữu đó. Thì nói về vậy thì cái những cái công cụ này nó sẽ giúp cho cái việc đó, kỹ thuật sẽ khóa để bảo vệ cho cái tài sản của người chủ sở hữu của thiết bị đó, là như vậy mọi người ha. Đó, chúng ta đơn giản thôi, min và max đó, các bạn muốn như thế nào thì kỹ thuật sẽ set cho chúng ta thôi. Rồi, và với cuối cùng chính là self-file đấy. Ok các bạn ha, đây ở đây phủ sale nè, ví dụ như Vũ đang demo âm thanh nè, các bạn thấy không, nào là lock code nè, nào IC38 nè, những cái reset nào DM của Bow, DM8S nè, code của SE nè, IC38 SE nè, Paramax, rồi KI của JBL nè, nói chung là nhiều mood lắm các bạn là kỹ thuật của Vũ đã setup hết rồi nè. Ở đây ghi là DM8S với lại 599 phối hợp với MF3, đây là refine này đã tool để khách hàng bước vô Vũ là được, đã chuẩn bị setup và đến cơ cấu hết rồi, test là phát là chuẩn ngay đó. Đó chính là cái việc up to hồi nãy Vũ có nói với mọi người, đó chính là cái, nó hỗ trợ tới 16 băng đó mọi người đó. Đấy, ở đây là những băng nè, reset 1 IC34, VM200, KB2000, KBS, Baxton, KI110 đó. Anh em kỹ thuật mình làm là bài bản, nói chung là kỹ kỹ lắm. Làm với bên Thiên Vũ thì cái đầu tiên là việc làm kỹ cho khách hàng là chuyện đương nhiên, với là luôn cả rất là trân trọng và tôn trọng cái việc test âm thanh lắm. Ok. Đấy, ok, như vậy là Vũ đã hôm nay chia sẻ cho các bạn. Thì Vũ nói thêm cái này cho mọi người nha. Ở chỗ này là cái con EQ này nè các bạn. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Từ từ để xuống. Đấy, các bạn thấy không? Rất là mượt mà, cái băng nó là hỗ trợ cho mình 15 băng này là của phần nhạc. Đó, 15 băng. Và chúng ta cái thao tác á, tại vì có những con á chúng ta phải sử dụng bóp, nhưng mà đối với những con này á nó hỗ trợ được máy tính, tại vì có những con được và con không nha. Đây Vũ hỏi ví dụ là nếu mà hỗ trợ đi, bây giờ Vũ chỉ cần di dời cái chỗ này đi, Vũ chỉ cần bấm nút qua lại, phím qua lại là tự động nó bóp nè. Chứ Vũ không dùng chuột nha. Ở đây Vũ không dùng chuột gì cả. Và sử dụng hoàn toàn là phím đây. Đó, cái này nó sẽ giúp cho anh em kỹ thuật đi làm rất là sướng luôn, rất là chi tiết và sát sao luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó, bạn thấy chạy không? Đấy, qua lại thôi. Đấy. Nó chỉ là một điểm rất là nhỏ nhưng mà quan trọng trong quá trình kỹ thuật làm cho các bạn. Nó sẽ bổ trợ nhiều thứ lắm. Rồi, luôn cả hẹt cũng vậy. Đó, các bạn hẹt thì các bạn có thể kéo bằng phím cũng được, cho thao tác bằng chuột cho nó nhanh. Đó, nhưng mà nhiều lắm. Ok. Rồi, như vậy là video này Vũ đã tương đối nói sâu và chia sẻ về phần mềm, cách hoạt động của phần mềm, chung là cái thao tác sử dụng của khách hàng, rồi kết nối, rồi tổng quan, luôn cả về mặt kỹ thuật và tổng quan, rồi về test chất âm. Thì hẹn các bạn trong cái video lần sau của Thiên Vũ sẽ so sánh giữa cái ưu điểm và cái nhược điểm của VX8 và JBL KX180. Nó sẽ có ưu và có nhược các bạn, chứ không hoàn toàn là hay hơn hay là dở hơn như nào nha các bạn. Các bạn xem video sẽ kỹ hơn và chuẩn hơn, và Vũ sẽ test âm thanh cho hai con này cho các bạn cùng nghe. Nếu các bạn thấy video Vũ chia sẻ đầy đủ, chân thật và hay thì đừng quên bấm like và share và ủng hộ những sản phẩm của Thiên Vũ. Và hiện tại là sản phẩm Thiên Vũ bán ra là hàng có tem chính quy đàng hoàng nha. Còn sản phẩm này hàng mẫu nên nó không có tem. Đây là sản phẩm Vũ nghiên cứu để trải nghiệm trước, để có những cái buổi review đầy đủ và chính xác nhất cho mọi người ngày hôm nay. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video đồng show. Bye bye.